Trải nghiệm CS2 từ beta cho đến bây giờ vẫn là một trải nghiệm khó tả. Game hiện tại đang sử dụng là sắp tích chứ không còn tích rate như trước nữa. Và chuột bây giờ đặt ở đâu? Bấm click thì đạn sẽ ở đó chứ không còn ngắm xong và vẩy ốp như simple. Vì thế một mẫu chuột hợp lý để có thể chơi CS2 sẽ là một chủ đề ở trong video ngày hôm nay. Và đây là hai mẫu chuột đến từ Razer. Razer Death Adder Essential Economic. Mức giá cho hai em chuột này, không thật ra là mức giá lẻ cho mỗi em chuột là khoảng 400.000 đồng. Thì rõ ràng đây chúng ta có thể gọi rằng là chuột gaming giá rẻ, bởi vì ở trong tầm giá này là tầm giá mà rất nhiều game thủ hướng đến. Và lý do vì sao các bạn cần cân nhắc hai em này. Thứ nhất, đây là mẫu chuột đến từ Razer, không mà là câu chuyện người giàu mới có thể dùng được Razer. Bây giờ thì bất cứ một game thủ nào cũng có thể mua được chuột Razer, giá thành hợp ví, người dùng cảm thấy hợp lý và không còn phi lý như ngày xưa nữa. Thứ hai là chất lượng build. Mặc dù đây có thể gọi là phân khúc giá rẻ dành cho chuột gaming, thế nhưng chất lượng hoàn thiện của sản phẩm là khá tốt. Chất lượng nhựa ổn áp, cứng cáp, bề mặt nhám cho cảm giác bám tay tốt. Tuy nhiên thì với phiên bản màu trắng thì sẽ nhanh bẩn hơn, và vì thế khi mà anh em sử dụng cũng cần phải lưu ý khi vệ sinh. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn về vấn đề chuyên môn, hay chúng ta còn gọi là về phần thiết kế cũng như về phần cảm giác sử dụng thực tế. Thiết kế của Razer Death Adder theo form là công tái học và dành cho người dùng là thuận tay phải, rất tiếc dành cho những bạn thuận tay trái nha. Thì với thiết kế công tái học hay thiết kế economic của em Razer Death Adder đây, nó sẽ phù hợp với kiểu cầm là palm grip và claw grip, tức là kiểu cầm full tay hoặc là chỉ cầm có kiểu một nửa tay thôi. Cảm nhận thực tế khi mình dùng, mặc dù xung quanh chúng ta cảm thấy được rằng là thiếu đi những cái fit bằng cao su, nó chỉ có thêm một cái phần nhám ở hai bên thôi, nó không có nhiều xung quanh em chuột. Thế nhưng khi mình dùng ấy, mình có một cái cảm giác nhìn chung là khi mình vẩy chuột này, mình di chuột hay mình thao tác thì đều không bị trượt tay, và chuột sẽ bám được ở trên tay mình. Chỉ mỗi việc tay mình là một người ra khá là nhiều mồ hôi tay, và sau một thời gian sử dụng thì chuột cũng sẽ có bám những cái vết mồ hôi tay, và sau mình nghĩ khoảng chừng 1 đến 2 năm thì chuột sẽ bị bóng lên. Đây là điều mà chúng ta khó có thể tránh khỏi. Còn bạn nào mà kỹ tính hơn có thể dán thêm những miếng grip tape thì có thể hạn chế được cái tình trạng đấy, và khả năng chuột cũng sẽ bám dính tốt hơn. Về phần những phím bấm vật lý ở đây được tích hợp đầy đủ, chúng ta có chuột trái, chuột phải, cuộn chuột, back and forward, và đều được sử dụng là switch đến từ Razer và có độ bền tối đa là 10 triệu lần nhấn. Anh em nào mà đã sử dụng rồi thì có thể kiểm chứng lại thông tin nhé. Còn đấy là những thông tin mà Razer ghi trực tiếp ở trên trang chủ và chúng ta hoàn toàn có thể theo dõi được. Tiếp theo nữa, liên quan đến cái phần là có hợp lý để chơi game hay không, đó chính là về phần cảm biến. Cảm biến được Razer sử dụng ở đây được gọi chung là Razer Optical. Chúng ta sẽ không có quá nhiều thông tin liên quan đến cái cảm biến này, bởi vì hầu hết những cảm biến của Razer, nếu mình nhớ không nhầm thì đều được hợp tác với cả Pixar nữa, và Razer mang về và đổi tên lại thôi. Nhìn chung thì họ sẽ gọi cái cảm biến của họ là Razer Optical. Thế nhưng mà chúng ta hãy bỏ qua cái tên Optical đi, và hãy tập trung chính vào cái công nghệ ở bên trong. Mình có đọc qua một chút thì một số những cái cảm biến Optical có một công nghệ gọi là Motion Sync. Thì đây là công nghệ đồng bộ tín hiệu từ sensor, tức là cái cảm biến của chuột, với tín hiệu của máy tính. Thì mình cũng không rõ em này có hay không, nhưng chúng ta hãy cùng thử luôn nhé. Thì đây là cái biểu đồ trong vòng 2 giây khi mình vẩy chuột rất nhanh và mạnh. Tín hiệu được sinh giữa cảm biến và máy tính đều được đồng bộ với nhau, tương tự giống như là FreeSync và G-Sync vậy. Về cơ bản thì khi mà mình so sánh với một mẫu chuột khác ở trong tầm giá của Razer Death Adder thì mình thấy rằng em này có màn thể hiện khá tốt khi so với những đối thủ khác ở trong cùng tầm giá. Độ chính xác cao của sản phẩm thì đồng nghĩa một việc rằng là khi mà chúng ta chơi game, chúng ta đặt tâm và chúng ta định hướng địch cũng sẽ tốt hơn. Di chuột này, bắn ốp này, hay sử dụng AK sấy nó cũng sẽ tuyệt vời hơn. Công cụ hỗ trợ đã có đầy đủ rồi, nếu như anh em mà không làm được thì chắc chắn nó liên quan đến vấn đề kỹ năng chứ không phải vấn đề của em chuột. Mọi người có thể quan tâm đến cái phần độ trễ của sản phẩm, hay mình gọi là pounding rate. Thì em chuột này khi mà chúng ta sử dụng cái phần mềm là Razer Synapse Sense thì khi mà chúng ta nhìn được thì cái pounding rate của sản phẩm là 1000 Hz, tức là cái độ trễ của sản phẩm là 1 mili giây. Khi mà mình có test qua bằng cái công cụ bên ngoài thì cũng cho ra cái phần pounding rate tối đa là 1000 Hz, tức là chúng ta khi mà chúng ta sử dụng ấy, coi như là có cái phần sync motion đi, thì cái độ trễ của sản phẩm là 1 mili giây. Thì cắm dây rồi nhá, anh em đừng lo, nó vẫn sẽ là một cái trải nghiệm rất tốt khi mà mình chơi game. Cái đây thì mình không nói ra thì anh em không biết, còn khi mà chúng ta xem thực tế rồi thì thấy là chuyện đấy nó khá là bình thường. Còn riêng về cái phần mềm Synapse Sense thì khi mà anh em cắm chuột vào chỉ mất khoảng chừng từ 5 đến 10 phút thì bên trong máy tính nó sẽ tự nhận, và anh em chỉ cần click tải về và chúng ta đã có thể sử dụng như bình thường rồi.
đấy những cái thông tin mình muốn gửi đến cho anh em về hai em chuột Dead Eater Essential Ergonomic với mức giá cực kỳ rẻ, chỉ khoảng hơn 400.000 để sở hữu được một mẫu chuột phù hợp để chơi những tựa game ở trong CS2. Và nếu như anh em nào mà đang quan tâm thì dĩ nhiên rồi, đường link mình sẽ để ở ngay phần mô tả video để chúng ta có thể cùng nhau tham khảo nhé. Và anh em có cái thảo luận nào nó phù hợp thì đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới mục bình luận của video. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người ở trong những video sau.